Bạn thân mến, hôm nay mình sẽ đưa bạn đi xem một dãy nhà townhouse 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ở sân sau có chỗ đậu tàu. Chỉ từ 100.000 đô tới 180.000 đô tùy theo sự thiết kế bên trong. Đây là một trang trí nội thất của một trong những townhouse này. Bên trong nhà rất là rộng lớn, không cần phải bỏ ra nhiều tiền, bạn cũng có được những ngôi nhà rất là dễ thương, có chỗ đậu tàu để các bạn đi câu cá. Đây là nhà bếp, thì mỗi người là họ thiết kế nội thất khác nhau. Cái này là họ mới sửa chữa lại cho đẹp. Các bạn ơi, không cần phải mua nhà 300-400 ngàn đô cho mệt. Trả tiền thuế đất rất là nặng, vì thuế đất ở Mỹ vào khoảng chừng 22% cái giá cái nhà. Bạn đi kiếm kỹ, bạn sẽ kiếm được cái nhà chỉ nhà townhouse hoặc là những cái nhà cỡ giá chừng 100.000 tới 200.000 cũng rất là đẹp. Thì mình phải đi kiếm cho kỹ thôi. Đây là chỗ townhouse này là cho những người thích tàu, ở đằng sau thì có chỗ đậu tàu của họ. Theo bên đây là phía sau, phía sau có cái sân ở đằng sau thì có chỗ đậu tàu để mà họ ngày lễ ngày chủ nhật thì họ đem vợ con lên cái tàu để đi câu cá. Thì tàu này cũng đi ra tới biển luôn đó bạn. Cái này là nước mặn câu cá. Thì ở mình ở nhà không phải là chỉ về nhà ở nhà cắt cỏ trồng cây ở trong cái vốn ngôi trường của nhà. Người Mỹ thích mua nhà gần nước gần sông để họ lên tàu. Tàu cũng có mắc, tàu đây chừng 5.000 đô, 7.000 đô là bạn có mua được chiếc tàu cũ rồi. Thì đi câu cá, khu này rất là an ninh. Cái này là cái xe buýt để chở học trò đi học đó bạn. Nó đậu đó rồi nó chở học trò đi học, hay chở mình đi chợ nó cũng chở luôn nè. Thì khu này rất là yên tĩnh, lái xe chừng 10 phút thì tới biển. Cho bạn đi xem. Còn cái nhà phía bên này, phía trên nhà hồng hồng này là nhà chung cư cho người lớn tuổi, từ 55 tuổi trở lên. Là mấy cái đây là mấy căn này mà phía ngoài những nhà trắng trắng này nè. Thì người lớn tuổi họ thích có dòm ra sông ra biển, mà họ không có thích bị phải đi tàu đi tàu chơi, họ không thích nữa. Đây là những căn nhà sau. Cái này là mặt trước, hồi nãy là bà coi là mặt sau, cái này là mặt trước. Cuộc sống rất là thanh bình, thì thường là những người ở đây là những người trẻ, họ chưa có tiền để mua nhà cho nhiều. Nhà ở những căn nhà như vậy cũng đẹp đẽ mà có chỗ đậu tàu. Thì mấy dãy này nó hơi cũ chút, còn có những dãy mới khác mới cất thì nó mới hơn, thì nó giá mắc hơn, nhưng cũng cỡ chừng đó à, sao tay 150-180 ngàn luôn thôi. Không phải là ở Mỹ thì ai cũng nợ nần đầy đầu đâu bạn. Họ mua nhà họ là họ liệu cơm gấp mắm. Những nhà miếng dính với nhau đó, vậy là khỏi mất công cắt cỏ. Nào biết không, cái nhà mình có sân á, cắt cỏ là phải tốn cũng tầm 1-2 tiếng đồng hồ. Chỉ 2-3 tiếng đồng hồ đó người ta không có thì giờ để chơi với con, dắt con đi chơi hay là đưa vợ đi chợ hay đi chơi. Thì thường thường là mấy người ở đây là mấy người mua chỗ này là mấy người thích đi lên tàu, đem gia đình lên tàu đi ra câu cá rồi mở nhạc và ăn trên tàu. Thì
phía sau là đây là diễn phía sau nha bạn, có chỗ đậu tàu đẹp đẽ. Những cái tàu này rẻ tiền lắm bạn, mua nhà đua tàu cũ rẻ, tàu cũ rẻ nhỏ rẻ, chiếc này sẽ mắc hơn chiếc này nữa, còn mới chiếc này chắc cũng chừng 10.000-15.000 nếu mà cũ. Thì tàu nó cũng như là xe hơi, nó cũ thì nó rẻ hơn. Mời các bạn tiếp tục đi xem nhé.